Con xe của bác này em cho nhân viên rửa sạch sẽ mà em bận quá không quay được, bây giờ mới quay này. Rửa sạch sẽ cho bác rồi đây nhá. Đấy, anh nhìn thấy chưa? Rửa sạch sẽ đây. Đây là video cuối cùng để em tạm biệt chiếc xe này. Đấy, bác nhìn nó sạch đẹp không? Đấy. Đấy bác nhá. Đấy. Chiếc xe này một chiếc xe em cam kết bằng văn bản là máy êm, bằng video là máy êm nhá. Đấy, các bác về tự dọn. Và bác cứ đổ xăng là đi thôi. Đấy, được chưa? Đôi thụt trước nó là đôi thụt nô, thì em đã gửi cho bác đôi thụt xịn đây, thì bác về nhá. Bác phục hồi, bác lấy đôi ti này này, bác ném sang đôi ti này là xong thì được cái phụt xịn đấy nhá. Đấy, bình xăng zin nhá. Bình xăng zin này, thấy chưa? Đấy, hơi đầu bò vẫn là chính hãng Honda. Lốc vẫn zin hết cả, đạo là củ máy là zin hết cho bác. Củ máy ấy, là zin chứ không phải là, tức là đồ zin chứ không phải là còn zin mấy nhá. Đấy, chắn xịn zin. Đấy, và đúng như ảnh như video đây. Em gửi cho bác đấy nhá. Thực tế luôn, xe nó sạch sẽ rồi. Vừa rửa sạch sẽ hết cho bác, chìa khóa em bọc ở đây nhá. Đấy. Vừa về chiều hôm qua xong phát là chốt luôn. Là cho bác trai ở Cà Mau nhá anh em nhá. Đấy, vành bánh tâm nam rất là sạch sẽ đúng không? Sáng láng. Con này như vành Goshi luôn đấy. Không em xem vành gì đây. Như vành Goshi luôn đấy. Ai nữa, vành gì đây? Uneon luôn này, vành Uneon này. Uneon là ok đấy. Đấy bô đây. Đấy. Nói chung là đấy em chỉ cam kết những đấy zin thôi. Với giá lanh quanh có chục triệu mà bác, có 10 triệu bạc thì lấy đâu đồ zin nhiều đúng không? Đấy em công khai em nói rõ biển 22B1 45593 đã bán cho bác trai ở Cà Mau anh em nhá. Đấy bây giờ bắt đầu đây nhá. Đây này bác này. Em gửi đăng ký cho bác này. Và tờ giấy mua bán của em này có mã số thuế, mã số kinh doanh, địa chỉ cửa hàng. Mới đóng dấu ở đây này. Em đóng dấu đây nhá. Bác về bác tự viết tên bác vào đây này được đấy nhá. Đấy, ok. Đấy. Xe đã bán anh em nhá, 22B1 45593 đã bán vào Cà Mau. Đấy. Xe loanh quanh có chục triệu thì bác chốt luôn. Những anh em nào có nhu cầu mua chiếc xe dạng như này nữa loanh quanh chục triệu thì alo cho em. Đây nhé, em còn hai con, đây một con này, đây một con này, vào trong nhà nữa. Đấy, em chuẩn bị xuất xe đi đây anh em nhé. Còn ông anh Fuji Vũng Tàu nhá, em đã tháo biển số cà vẹt cái cà rung số máy rồi, em sẽ đi rút đằng bộ này cho anh. Đấy. Ok, à trông là lấy một con biển 4771 rút luôn thôi, chiều đi gửi cả thể. Đấy. Em đã xuất xe đi, lô xe đây anh em nhé. Xuất đồ xe đi đây. Tất cả anh chị em mà có nhu cầu mua xe Win thì vui lòng kết bạn Zalo alo trực tiếp cho em tư vấn nhá. Qua số 0358 444 888. Đấy, kể cả Kushi hay là Mio nhá. Anh em cứ mua thì alo cho em nhá. À, trước này em vừa mua xong này. Đấy. Hiện tại mình còn hai chiếc xe Win này nhá. Một bác trai ở trong miền trong hôm nọ hẹn chốt em con này nhưng chưa chuyển khoản. Thì em xin phép là trước này hủy giao dịch với bác đấy. Và lại bán lại bình thường cho anh em lanh quanh 10 triệu trước này nhá. Cũng cam kết máy chất êm. Về anh em sẵn đổ xăng chạy lanh quanh 10 triệu. Và chiếc này cũng lanh quanh khoảng 12, 13, 14 triệu này. Đấy, em đã công khai luôn, đồ zin con này còn nhiều này. Đấy, con kia đồ zin này vừa sinh thôi, không còn nhiều mấy. Đấy, nhưng con này em bán thụt đấy nhá, bác bọc lại cho bác luôn đấy nhá. Con này này em đang xuất đi thì là bác cái điện bác mua luôn. Đấy, những cái sinh nhan hiếc là bác về bác tự xử lý hết nhá. Đấy. Anh em xác định là mua Win thì tiền nào của ấy, anh em bỏ được số tiền ra bao nhiêu thì anh em nhận lại cái xe nó phù hợp với số tiền đấy. Chứ nhiều anh em mà bỏ tiền ra có bảo là 5 triệu mới 10 triệu lấy đâu ra nhiều đồ zin. Con này số là bác đỏ được cái bình xăng zin này. Đấy. Xe nó sạch sẽ liền nạc. Đấy, xe này nó sạch sẽ liền nạc đấy chưa. Em rửa cho bác đi nó sạch bóng luôn này này. Đấy. Nói chung là lanh quanh 10 triệu này quá đẹp. Bao nhiêu đâu. Về đi lại là ok. Đấy, em mặc cẩn thận cho bác này nhá. Đấy. Ok. Đấy, trong nhà em còn rất nhiều xe nữa anh em này. Chiếc này thì em đã bán cho bác trai đi rồi. Bác trai bác từ Mê Linh đến bác mua đây rồi. Đấy, chiếc này bác mua rồi nhá. Đấy, trông em đến cái biển cho bác ấy nữa. Đấy bác ơi. Còn trong nhà em vẫn còn đây nhá. Đấy, vẫn còn mấy con này em đang dọn này. Con đang dọn này, màu đỏ này. Đấy, con này em bán rồi, con này đang chào ông anh ở Sơn La này. Về đấy này. Đấy. Riêng quan điểm của em bán hàng thì nó có thể nào nói như thế, tiền nào thì của ấy, em không công khai. Đấy. Có những người mua xe về mua theo bản lĩnh của mình. Chứ nhiều người mua về xong cứ bị hàng xóm nó chê. Đấy. Nhiều người mua xe về cứ bị hàng xóm chê xong là chán lại bán. Mình mua phải theo bản lĩnh của mình anh em ạ. Đừng để hàng xóm nó chê. Đấy. Hàng xóm nó thích vợ mình lắm đấy, cho nên anh em lại phải nhớ như thế. Hàng xóm nó luôn thích vợ mình và luôn luôn chê đồ của mình, nó không bao muốn mình hơn nó. Đấy, và quan trọng là túi tiền anh em bỏ ra nữa. Đấy, anh em bỏ tiền ra anh em nhận lại con xe này thì quá là ok luôn đúng không ạ? Lanh quanh có 10 triệu bạc. Đấy. Bình xăng cốp zin
bình xăng zin. Đấy. Cái gì zin thì em báo cho bác rồi. Đấy, bây giờ chờ em quay lên rồi em lại đăng lên anh em nhé. Cảm ơn anh em. Anh em cứ theo dõi em đi, bao giờ chủ mua hay là thiện chí mua bất kỳ con xe nào nhà em thì cứ alo cho em, đừng nhắn tin, em tư vấn trực tiếp cho anh em xem xe trực tiếp nhé. Cảm ơn anh em nhé. Em xin dừng video đây để em xuất xe đi.